Xin chào anh em, tin vui đây các bạn ơi. Chiến trường 4.0 bản đồ đã chính thức hoàn thiện 100% cho anh em rồi. Tất cả các cơ chế như là icon ma thần này. Wow, tuyệt vời đúng nào. Không chỉ vậy, em còn gửi đến cho anh em đó chính là cái cơ chế đi rừng tại mùa 20. Một cái giao diện đi rank mới mùa 20 các bạn reset rank và update cập bản. Rất hay ho và thú vị nhá. Và cũng một điều thú vị khi các bạn đang test rank bây giờ ở máy chứng nghiệm ấy, đó chính là các bạn không thể đầu hàng được. Chút sẽ lý giải lý do nhé. Một cái giao diện hoàn toàn mới cho anh em nào. Đây là pick tướng ở cái bậc rank bạch kim để cho anh em xem. Còn cấm chọn đi, nó cũng không khác quá nhiều đâu. Một cái giao diện mới hoàn toàn đâu nào. Siêu siêu hot anh em ơi, TNGshop.vn đang có chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. Khi anh em mua một nick liên quân bất kỳ trên shop là anh em nhận ngay quân huy free vào tài khoản shop của mình lên tới 500 quân huy. Ngoài ra, shop mới ra thêm vòng quay siêu phẩm với tỷ trúng 19.999 quân huy, cực kỳ cao. Không những thế, shop còn đang có sự kiện ưu đãi lớn dành tặng cho anh em nhà nhận quân huy free nè. Khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn suy nghĩ gì thêm? Truy cập ngay TNGshop.vn để trải nghiệm ngay nào. Ok, cố hết tìm hiểu về cái cơ chế mới đi rừng tại phiên bản mới ra sao nhá. Nút đầu hàng thì bị biến mất rồi anh em ạ. Có thể là nhà làm game ấy, họ ẩn đi để chúng ta phải đánh đến cùng để test cái chế độ hắc ám. Nhưng mà phải nói là cái phần cài đặt mới đấy, nó vô cùng chi tiết anh em. Cực kỳ chi tiết luôn. Bấm vào là có thể cài đặt toàn bộ và tất cả nhá. Khi đi rừng ấy, bây giờ chúng ta mua cái đồ đi rừng có cái hiệu ứng rất là khắm. Đó chính là làm đấy. Bây giờ các bạn sẽ trở thành cu li cho mấy thằng đi đường anh em ơi. Nhìn kinh nghiệm đi ạ. Thằng rát này. Đấy, nó lên 3 và được 1/4 thanh kinh nghiệm. Còn mình sao? Mình mới được có đúng 1/4 thanh kinh nghiệm luôn. Không có tăng trưởng gì thêm. Mình nhận được 40% vàng kinh nghiệm thôi anh em ạ. Đó lý do vì sao mà sắp tới sẽ có tình trạng là chửi rừng đâu. Nó bảo là cu li rừng đâu rồi nhỉ? Ra đây farm giúp anh cái nhẹ nhở. Đấy, lúc đấy phải kiểu thế anh em ạ. Mấy anh em chơi Nagdos, mấy anh em thích dọn rừng nhanh ấy, lúc đấy chắc không thế thôi. Nhưng không sao anh em ạ, được 40% là vui rồi. Lại còn như thế là thằng đi mid hơi bị lợi đấy nha anh em. Không chỉ là trang bị đâu, mà còn cả tướng cơ mà. Trước khi chúng ta tranh chấp cái con Sirat này, có thể loại bỏ mấy đối thủ cạnh tranh chứ đấy. Một em nè, em thứ hai đâu rồi nhỉ? Siêu châu luôn anh em. Đó là sức mạnh của Emery. Khi mà được tăng miếng thương rất là khủng, nhưng mà phải hết thời gian cường hóa thì mới được bật hồi chiêu. Rồng xếp sát phút thứ hai nè. Các bạn tại sao lại chọn con này mà không chọn cái con rồng fake kia? Thay đổi rồi anh em ạ. Bởi cái con này nó được buff chúng ta, đó chính là tăng giáp, giáp phép và hồi máu 10 giây cho toàn đội. Uầy, chất lượng nha. Đấy là cái thứ mà chúng ta hướng tới, chứ không phải là cái con rồng fake bên trên kia. Nhưng mà nếu mà ăn xong ấy, các bạn hoàn toàn có thể hướng tới cái con rồng fake này. Đấy, cái con CS ra này. Phải giải quyết bọn này mới được. 1/3 được không đấy ta? Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Được mà đúng anh em. Quá được luôn đấy chứ. Chúng ta có giảm miễn thương nè. Đánh tiếp, đánh tiếp của thằng rồi. Tự dưng ăn quả khống chế đáng lòng đấy nhở. Quá đáng buồn anh em ạ. Anh em cần phải nhớ là cái đường rồng bây giờ ấy, nó tráo đổi từ đường CS hiện tại xuống thành đường rồng. Tức là cái quãng đường nó xa hơn nè. Thứ hai là dễ phòng thủ hơn như cái đường sát hiện tại. Còn cái đường sát sắp tới ấy, nó sẽ chuyển thể từ cái đường rồng hiện tại. Đó, tức là nó tráo ngược với nhau, top thành boss và boss thành top, thế thôi, đơn giản dễ hiểu đúng không nào? Đó là lý do vì sao mà mình từng nói rồi, các bạn ở phiên bản mới có thể tráo đổi vị trí. Tức là xạ thủ và trợ thủ hoàn toàn có thể đào lên cái đường tà thần. Còn đấu sĩ tanker, ví dụ kiểu bọn thủ khỏe farm tốt, kiểu bọn đi sâu đường đó anh em, chúng ta đổi lên cái đường rồng để tối ưu hiệu quả là phải tranh chấp các bùa lợi. Mà các bùa lợi này bùa lợi búp nha anh em, nó là bùa lợi búp ấy, chứ không phải là mấy cái bùa lợi xoàng xoàng kiểu tăng kinh nghiệm và vàng như cái con rồng rởm kia đâu. Đó là lý do vì sao mình sẽ lựa chọn cái lối tấn công như vậy. Đương nhiên là phải đi rừng thì mới có thể là gửi đến cho anh em cái lý giải đó rồi đúng không nào. Chơi tiếp, tôi đang tanh nè. Trời ơi, trâu lắm các bạn ạ. Bây giờ là phút thứ 6 này anh em, chuẩn bị ra nhá. Một con rồng fake chuẩn bị ra rồi nha. Chắc là mình sẽ bỏ qua con rồng fake này thôi. Chơi nào. Ui, thanh niên sát thương đậm đà vậy. Sát thương đậm đà ghê ha. Đá một cái thằng Heate nó bốc hơi xỉu liền ha. Ui, làm gì đây? Làm gì đây? Đi đâu đây? Dập cho luôn. Con Emery được gia tăng sức mạnh hơi bị nhiều đấy nha anh em. Ở máy chủ nghiệm ấy, thứ nhất là cái chiêu 1 của nó ấy, được gia tăng hồi phục khủng hơn, tức là 10% cơ mà, không phải ít đâu nhá. Lại còn chiêu cuối tăng miếng thương,
con rồng fake chuẩn bị ra rồi, nó còn 10 giây ra rồng fake. Và thứ 8 ấy thì nó ra cái con rồng ánh sáng nha anh em. Đây, rồng fake ra nhưng mà chắc là mình sẽ đánh vào cái bùa xanh hoặc là ăn cái trụ này thôi. Chứ mình lười nên ăn con bùa. Đây, cái con rồng fake kia thì tăng kinh nghiệm vàng thôi anh em ạ. Còn cái con rơi ấy, con rơi sắp tới thì nó hơi rở một tí. Thì với anh em con rơi nó hơi rở một tí. Con rồng cái phút thứ 2 đây anh em, nó chỉ nhận được cả đội là vàng kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao mà mình bỏ qua nó. Mình muốn sức ép vị trí khác, nhưng thực chất ấy, nếu mà update chính thức ấy thì mình khuyên anh em là chúng ta sẽ ăn. Tức là ăn thì ăn cả đúng không anh em? Làm sao mà dư lại cho nó cái gì được. Đồng đội Slim và Thon thì nó đang tự ăn rồi anh em ơi. Đồng đội thì nó tự ăn cái con rồng fake kia đấy. Thằng Slim nó ăn kìa. Ui khốn nạn vậy. Thằng Slim ăn rồng fake, bị rồng fake giật chết ạ. Chịu. Ok nhá, đây rồi anh em ơi. Phê sát bóng tối cấp độ 2. Con này là giúp tăng giáp, giáp phép và hồi máu ở mức cấp độ 2 cơ. Tức là nó gấp 2 lần cái con đợt 1 đó. Đấy, nó đó là cái điều hay ho và thú vị. Nhưng mà phải nói là ăn thì dễ luôn. Ăn không hề khó đâu anh em. Một mình hoàn toàn thì chén được. Nên em mới nói là các vị tướng kiểu như Phoenix cũng hơi bị thích đấy. Rồng ánh sáng có rồi nhé các bạn. Cái con rồng bóng tối có cánh ra rồi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ ai con rồng ánh sáng này để và lấy cái búp nha anh em. Cái con rồng này nó lại có 2 búp. Hello. Đánh luôn, đánh luôn. Phải đánh úp bàn này nhá. Cân luôn anh em, cân 3 luôn. Vào. Ui dồi, cứ dồn đam thoải mái đi các bạn ơi. Trâu lắm luôn. Zuka đến hơi kịp thời nhá. Đấy, cái con rồng nó kéo lên rồi. Rồng ánh sáng của chúng ta có 2 búp. Một là tung chiều đánh thường chủ tịch ấy, sẽ gây cái đường sức phép. Nó kiểu như là sẽ đánh xuống. Đấy, sẽ đánh xuống người kẻ địch gần giống kiểu thần quang. Còn thứ hai là sau giờ ra tranh sẽ nhận được lá chắn. Vậy là mình nhận được búp thứ nhất anh em ơi. Mình nhận được cái búp đó chính là chúng tướng địch sẽ gây cái lượng sức phép và hồi chiêu là 1.5 giây. Rất là hợp lý các vị tướng cấu đỉa nhá. Rất tiếc là mình chỉ thích cái nhận lá chắn thôi nhưng lại không có. Thôi đành đợi cái con tiếp theo anh em ạ. Tức là trong một trận ấy các bạn sẽ có 2 con rồng ánh sáng và có 3 con siêu giáp từng cấp độ cấp 1, cấp 2 và cấp 3. 2 con rơi và 2 con rồng fake, tất cả đều 2 anh em ơi. Chỉ có mỗi con tà thần là 1-1-1 và mỗi đợt là cấp độ khác nhau mà thôi. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy là được rồi. Hello. Làm gì đây? Nói chung là chỉ là muốn test cơ chế cho anh em thôi. Còn về giao diện đấu rank ấy thì phần mở đầu có rồi. Thì các bạn đợi khi mà kết thúc cái trận đấu này ấy, thì các bạn sẽ được tiếp tục xem các giao diện đấu rank khác. Tức là trong một clip này ấy, em gửi đến cho anh em các nội dung như sau. Thứ nhất ấy, cái nút đầu hàng hiện tại ấy thì bị bên làm game nó giấu đi để anh em có thể test game hơn. Đấy nhá anh em nhá. Đây, thoát trò chơi không được nè. Không có luôn anh em. Đáng ra nó phải có nút đầu hàng cho chúng ta. Mặc dù là có cái này nhá, tức là tự động từ chối đầu hàng là có bật hoặc tắt, nhưng mà nó không có nút đầu hàng. Bởi vì bên làm game ấy họ muốn anh em test chứ họ không muốn anh em đầu hàng. Thế nó mới chết dở chứ. Kiểu cho anh em vào đây để mà kiếm skin mà anh em. Nên anh em nên tải mấy chủ nghiệm đi. Bởi vì tháng nào ấy thì nó có bộ trang phục riêng biệt cho anh em. Để các bạn có thể săn soi lúc đầu rồi toàn bộ trang phục bự A đúng không? Thì bây giờ toàn bộ trang phục bự S thôi. Thế nó mới căng thẳng chứ. Ok, trận đấu này lại tiếp tục một cái lối trang bị rất là trâu đúng không? Cực kỳ trâu luôn. Chờ xem đồng đội làm gì thôi. Nhưng mà đồng đội đánh adder lắm anh em. Kiểu ông nào mà chả muốn vào đây. Đây, mình đang muốn đầu hàng đây anh ạ. Mình đang muốn đầu hàng để mà xong cái nhiệm vụ, để mà cày cái bộ trang phục ở bên bản, ở cái bên bản máy chủ chính thức đây. Rất là nhiều anh em kêu ca là chơi nhưng mà lại không nhận được skin. Bởi vì, vì sao? Bởi vì anh em sử dụng tài khoản là fake. Đấy, kết nối rất là khó. Nên tốt nhất là anh em sử dụng tài khoản Gena nhá. Nó hết dễ chơi rất là nhiều. Thanh niên định khô máu mình à? Rồng ánh sáng tiếp theo ra rồi các bạn ơi. Đi ăn nào, anh em đâu rồi? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi thôi xong rồi, kịp không đây? Trừng trị nào. Uầy, thắm thật anh em ạ. Không được thì buồn chứ. Thôi, không được cái con bùa kia bỏ qua anh em ơi. Chúng ta đến với chuẩn bị nhá. Chuẩn bị phút thứ 15 nè. Hello. Khép góc thằng này hơi căng một tí. Uầy, rất là nhiều cái lượng sát thương chuẩn được tung tóe ra. May là mình có cái chiêu cuối giảm biến thương đấy anh em ạ. Thì mới bớt đi được phần nào. Không là nó cứ nổ đạn đất, rất là nguy hiểm. 14-36 này anh em, chuẩn bị đêm hắc ám nhá. Vào cái đêm hắc ám này ấy, tốc độ này rồi tăng trưởng sát thương của lính ở đường ấy, nó sẽ được gia tăng rất là khủng khiếp. Hey you. Mấy thanh niên này chạy nhanh ghê ha. Đêm hắc ám anh em ạ, nó hiệu ứng thay đổi luôn này. Đẹp không anh em?
Anh em nào mà chơi mấy kiểu con ma mị nó lại quá hợp luôn. Tê giác đạo chúa nó là bùa cấp 3, sẽ tăng tăng giáp phép, nó khủng hơn. Tức là mấy con kia ấy, nó chỉ tăng ở cấp độ 1 thôi, rồi sau đây bây giờ cấp độ 2, bây giờ là cấp độ 3, nó tăng rất là kinh khủng nhé. Các bùa lợi quá tuyệt vời thế nào, không ăn thì quá phí, nhưng mà từ từ nhá, đang đánh nhau này là hơi khó đấy. Chơi thằng này trước, ôi sao rồi, lắm không chế bạn ơi, úi chui ui, quá là căng thẳng luôn anh em ạ, không kia làm gì luôn. Thôi thì cho cái địch ăn tạm đi, cho cái địch ăn tạm, nhờ mình sẽ test cho anh em làm sao để mà thủ được nhá anh em. Đây, làm sao để mà thủ được. Úi rồi ôi, thế đéo nào, tự dưng đang thấy ở nhà cái địch tự dưng này nọ, tốc biến một cái lên ở đây rồi anh em ơi. Nhưng mà không có người thủ thì rồng xê sát bạo chuông chỉ thế thôi anh ạ. Ma thần mà, cái này gọi là con ma thần xê sát này. Khoan thua anh ạ, khoan thua. Dập dịch luôn. Người ta thì là music dập dịch, còn mình là chơi game dập dịch nhé các bạn. Hãy ở nhà để đảm bảo có thể chống dịch thành công nhá. Và chơi game thật là nhiều, đừng quên là xem video của S là nhớ like đấy. Ok, giải quyết trận đấu rồi nào. Win chặt rồi anh em. Chính vì không có nút đầu hàng ấy, thành ra mấy ông này đánh là cứ phải đánh đến cùng. Một là nổ nhà, hai là phải tóm lại bên nào nổ nhà thì bên đấy mới có thể kết thúc được, chứ không là chịu. Đó là lý do vì sao mà anh em thấy đó, phút thứ 20 rồi mà không thể đầu hàng, mà mọi khi trước đấy toàn đầu hàng ở mầm thôi, chẳng qua là không có nút đầu hàng thôi anh em ạ. Gà rán với lại nhà làm game nó căng lắm, kiểu cho anh em nhận trang phục nè, cho anh em test nè, là tuyệt đối không cho anh em đầu hàng luôn, thế nó mới buồn chứ. Và chúng ta chuẩn bị xem cái giao diện cuối cùng khi chúng ta giải quyết xong trận đấu rank nhé, xem có điều gì khác và giống nhau. Ok, con nào. Điều tuyệt vời là gì đây? Hoàn thành số trận. Anh em đừng quên là xem clip của S ấy, thì bấm vào cái nút góc trái màn hình ấy, để các bạn xem các mốc thời gian nó tiện hơn. Ok, giành MP nhá. Vẫn có cái hoạt cảnh khi các bạn giành MP. Tức là cái này xuất hiện của cả hai bên đúng không nhỉ? Hay là chỉ của mỗi mình người MP ta? Mình không nhớ rõ ràng cho lắm. Đây, đây là cái thứ chúng ta quan tâm này anh em. Cái giao diện ngoại cảnh rất là đẹp và tuyệt vời luôn nào. Khác biệt so với những người bên cạnh. Đó, nó phải tạo nên sự khác biệt chứ, đúng không? Wow. Nói chung là S thích cái sự thay đổi về giao diện bản đồ mới này. Rất là nhiều anh em comment và không thích, nhưng bản thân S là thích nhá. Còn anh em nào thích hoặc là không thích có thể là để lại comment đánh giá dưới bình luận để nhiều bạn khác biết hơn nhé. Đừng quên bấm nút like ủng hộ S và đăng ký kênh, bấm nút chuông nếu bạn chưa đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em ơi, S bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.